tin chiều mùng 6 tháng 10, Havertz sánh ngang Percy, Real tổn thất cực nặng, lý do Messi dự bị. Kai Havertz sánh ngang với Van Percy. Với bàn thắng gỡ hòa trong trận đấu với Southampton, Kai Havertz đã san bằng kỷ lục ghi bàn của Robin Van Persie. Qua đó, tiền vệ người Đức trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử của Arsenal ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại sân nhà Emirates trên mọi đấu trường. Thành tích trước đó chỉ có Van Persie đạt được trong mùa giải 2011-2012. Kể từ cuối mùa giải trước, Kai Havertz đã ghi bàn tại Emirates trước Everton, Wolverhampton, Paris Saint-Germain, Bolton, Brighton, Leicester và bây giờ là Southampton. Kỷ lục của Van Persie được thiết lập trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã khen ngợi sự tự tin và tiến bộ rõ rệt của Kai Havertz, nhấn mạnh rằng anh vẫn còn tiềm năng lớn hơn nữa để phát triển và trở thành nhân tố quyết định chiến thắng cho Arsenal, như cái cách anh mang về chiếc vô địch Champions League cho Chelsea ngày trước. Phil Jones xấu hổ khi ở Man United. Phil Jones, cựu trung vệ của Manchester United, đã thẳng thắn chia sẻ về cảm giác xấu hổ và áp lực tâm lý mà anh phải đối mặt trong giai đoạn cuối tại Old Trafford do chấn thương kéo dài. Cựu hậu vệ Blackburn, người chỉ ra sân 6 lần ở Premier League trong 4 năm cuối cùng, thừa nhận: "Tôi đã xấu hổ khi bị chấn thương, đến mức không muốn nói chuyện với đồng đội và cảm thấy ngượng khi đến câu lạc bộ mỗi ngày chỉ để điều trị. Tôi chỉ muốn cúi đầu khi đi trên phố, lo sợ bị người ta xúc phạm, và điều đó cũng diễn ra trên mạng xã hội." Mặc dù vậy, Phil Jones giờ đây tự hào về sự nghiệp của mình khi đã giành Premier League, FA Cup, Europa League và có 27 lần khoác áo tuyển Anh. Saka lập thống kê khủng. Bukayo Saka tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại Premier League mùa giải 2024-2025 khi dẫn đầu về số cơ hội tạo ra. Trong chiến thắng 3-1 trước Southampton, Saka không chỉ ghi bàn mà còn góp phần kiến tạo cho các đồng đội, bao gồm pha chuyền bóng cho Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa và đường kiến tạo cho Gabriel Martinelli nâng tỷ số lên 2-1. Đáng chú ý, tiền đạo cánh người Anh đã tạo ra tổng cộng 27 cơ hội từ đầu mùa, nhiều hơn ít nhất 4 cơ hội so với bất kỳ cầu thủ nào khác. Saka cũng đã kiến tạo 7 bàn, dẫn đầu giải đấu. Với chiến thắng này, Arsenal trở thành câu lạc bộ thứ hai đạt mốc 400 chiến thắng trên sân nhà tại Premier League sau Manchester United. Ramsdale xúc động khi trở lại Emirates. Aaron Ramsdale, cựu thủ môn của Arsenal, đã vô cùng xúc động và bật khóc trong lần đầu tiên trở lại sân Emirates kể từ khi chuyển sang Southampton vào mùa hè năm 2024 với giá 25 triệu bảng. Anh được người hâm mộ Arsenal chào đón nồng nhiệt trong trận đấu giữa Arsenal và Southampton, khiến Ramsdale không thể kìm được nước mắt. Dù Arsenal giành chiến thắng 3-1, Ramsdale đã có một số pha cứu thua xuất sắc. Ramsdale chia sẻ rằng anh rời Arsenal để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn thay vì ngồi dự bị. Arne Slot lập kỷ lục cùng Liverpool. Liverpool đã giành chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace, giúp huấn luyện viên Arne Slot gia nhập câu lạc bộ đặc biệt khi trở thành một trong 4 huấn luyện viên giành chiến thắng trong 4 trận đấu sân khách đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Liverpool, đưa họ lên đứng đầu bảng xếp hạng với 6 trận thắng sau 7 vòng. Arne Slot được người hâm mộ ca ngợi là đã biến người nghi ngờ thành người tin tưởng. Thắng lợi này còn giúp cho Arne Slot trở thành huấn luyện viên Liverpool đầu tiên đạt được kỷ lục này. Real Madrid gặp thêm tổn thất cực nặng sau trận thắng Villarreal. Real Madrid vừa tiếp tục chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Villarreal nhưng phải đối mặt với những tổn thất đáng lo ngại. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti tiết lộ rằng, ngoài chấn thương đầu gối của Dani Carvajal do va chạm với Jeremy Pino, Vinicius Junior cũng gặp vấn đề sau trận đấu. Mặc dù Vinicius là người ghi bàn ấn định chiến thắng cho Los Blancos, nhưng anh buộc phải rời sân vì bị đau sau pha tắc bóng mạnh từ đối thủ. Ancelotti cho biết tiền đạo người Brazil đang gặp chấn thương liên quan đến cột sống cổ và sẽ phải tiến hành kiểm tra chi tiết trong vài giờ tới. Khả năng tham gia đợt tập trung đội tuyển quốc gia của Vinicius hiện vẫn đang bỏ ngỏ và nếu chấn thương nghiêm trọng, anh có thể phải ở lại câu lạc bộ để điều trị. Real Madrid hiện đang theo dõi tình hình kỹ lưỡng để đảm bảo Vinicius có thể sớm hồi phục. Hé lộ lý do Messi phải dự bị. Huấn luyện viên Gerardo Martino đã giải thích lý do khiến ông quyết định để cho Lionel Messi ngồi dự bị trong trận đấu với Toronto. Theo ESPN, Martino cho biết ông muốn các trụ cột như Messi, Luis Suarez và Sergio Busquets được nghỉ ngơi sau khi đã cày ải ở các trận đấu trước đó. Dù trận đấu với Toronto mang tính chất quan trọng, Martino vẫn ưu tiên việc giữ gìn thể lực cho các ngôi sao chủ chốt. Ông nói, chúng tôi đã xác định từ trước rằng Messi và Suarez sẽ vào sân muộn để đảm bảo cả việc giữ sức lẫn hướng đến chiến thắng. Chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh rằng đây là phương pháp nhằm cân bằng giữa việc bảo vệ thể trạng cầu thủ và giành chiến thắng để giúp đội bóng thiết lập kỷ lục điểm số mới trong mùa giải MLS. Nếu Inter Miami thắng trận cuối, họ sẽ phá vỡ kỷ lục 73 điểm của New England Revolution, thiết lập nên dấu mốc mới với 74 điểm. Ngoài những breaking news nóng hổi, chúng ta cùng đến với những tin tức khác. Cristiano Ronaldo được cho là đã thúc giục ban lãnh đạo Al Nassr đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn không thể chối từ cho tiền vệ Kevin De Bruyne của Manchester City.
Hợp đồng của cầu thủ 33 tuổi này với nhà vô địch Premier League sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và tương lai của anh tại Anh vẫn chưa rõ ràng. CR7 là một người rất ngưỡng mộ De Bruyne. Anh tin rằng đây sẽ là một thương vụ lớn cho giải Saudi Pro League. Chưa kể sự có mặt của siêu sao người Bỉ có thể giúp cho Ronaldo tiến gần đến thành tích 1.000 bàn thắng nhanh hơn. De Bruyne trước đó đã thừa nhận rằng những khoản tiền khổng lồ từ Trung Đông là một yếu tố hấp dẫn. Anh chia sẻ với báo chí Bỉ rằng sẽ cân nhắc mọi khả năng khi hợp đồng với Man City kết thúc, đặc biệt là khi đây có thể là giai đoạn cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Jordan Henderson đang thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng tại Anh khi không được ra sân thường xuyên ở Ajax. Sau quãng thời gian thi đấu không thành công tại Ả Rập Xê Út, Henderson chuyển đến Ajax nhưng không có nhiều cơ hội ra sân. Do đó, các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh và Championship đang cân nhắc việc mượn hoặc mua đứt cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sắp tới. Kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của Henderson được đánh giá cao, đặc biệt đối với những đội bóng đang gặp khó khăn ở giải Ngoại hạng Anh. Henderson nổi danh khi gia nhập Liverpool vào năm 2011 với mức phí 20 triệu bảng và trở thành đội trưởng vào năm 2015, kế nhiệm Steven Gerrard. Anh đã giành được nhiều danh hiệu lớn, bao gồm Champions League 2019 và Ngoại hạng Anh năm 2020. Sau 492 lần ra sân cho Liverpool, Henderson chuyển sang Al-Ettifaq với mức lương khủng, nhưng giờ đây khả năng trở lại nước Anh của anh là rất lớn. Kendry Páez, thần đồng 17 tuổi của Chelsea, đã bị huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Ecuador là Sebastian Pecasese cảnh báo về hành vi ngoài sân cỏ sau khi bị bắt gặp tiệc tùng lần thứ 2 trong năm nay. Páez từng gây chú ý vào tháng 3 khi bị cáo buộc được các đồng đội đưa đến một câu lạc bộ thoát y ở New York dù chưa đủ tuổi. Khi chuẩn bị gia nhập Chelsea vào năm 2025, huấn luyện viên Pecasese đã khuyên Páez cần phải học cách đối phó với sự nổi tiếng một cách có trách nhiệm. Páez được đánh giá là một tài năng lớn, sẽ chính thức ký hợp đồng với Chelsea với giá 17,2 triệu bảng vào năm sau. Cậu đã có 15 lần khoác áo đội tuyển Ecuador. Huấn luyện viên của Bolton Wanderers Ian Evans đang đối mặt với các điều tra từ FA sau khi bị truất quyền chỉ đạo trong trận hòa kịch tính 2-2 với Shrewsbury tại League One. Evans tức giận khi trọng tài Declan Burnett thổi còi kết thúc trận đấu khi vẫn còn một phút bù giờ, khiến ông lao vào đối đầu với trọng tài và cầu thủ đối phương là Josh Finney. Cuộc đối đầu căng thẳng đã khiến cho Evans nhận thẻ đỏ. Bolton đã nỗ lực gỡ hòa sau khi bị dẫn 2-0, nhưng kết quả này vẫn để họ đứng thứ 13 trong khi Shrewsbury xếp gần cuối bảng. Các ngôi sao của Everton đã trở thành tâm điểm khi chỉ trích Anthony Gordon sau khi anh bỏ lỡ một quả phạt đền trong trận đấu gặp Newcastle. Tình huống này gợi nhớ đến khoảnh khắc Martin Kiel của Arsenal đối mặt với Ruud van Nistelrooy trong trận đấu giữa Arsenal và Manchester United năm 2003. Sau khi Gordon sút hỏng, Abdoulaye Doucouré ăn mừng cuồng nhiệt ngay trước mặt anh, giống như cách Kiel đã làm với van Nistelrooy. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 và quả phạt đền hỏng của Gordon là điểm nhấn chính. Gareth Bale đã gặp một tình huống hài hước tại giải vô địch Alfred Dunhill Links khi quả bóng golf của anh bị một con chó đánh cắp. Bale, người đã giải nghệ vào năm 2023 và hiện đang theo đuổi niềm đam mê chơi golf, đã rất bối rối khi thấy con chó nhặt quả bóng và chạy đi. Sau đó, chủ của chú chó đã cố gắng ngăn cản nhưng không thành công. Tình huống này đã khiến người hâm mộ cười thích thú. Nhiều người còn bình luận vui vẻ về chú chó ngoan đã trả lại bóng cho Bale. Atakan Karazo, tiền vệ đang thi đấu cho VFB Stuttgart, đã quyết định lựa chọn khoác áo đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thay vì tuyển Dimanstraf, mặc dù sinh ra và lớn lên tại Đức. Cầu thủ 27 tuổi này được đánh giá là đang ở đỉnh cao sự nghiệp và hiện có giá trị thị trường vào khoảng 15 triệu euro. Carazo đã có mùa giải ấn tượng khi cùng với Stuttgart về nhì tại Bundesliga, khiến anh nhận được sự chú ý từ nhiều đội bóng. Theo báo cáo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức là Julian Nagelsmann đã liên hệ với Carazo để mời anh gia nhập Dimanstraf, tuy nhiên anh đã lựa chọn Thổ Nhĩ Kỳ. Đây không phải là trường hợp đầu tiên một tài năng chọn Thổ Nhĩ Kỳ thay vì Đức, cho thấy một xu hướng đáng lo ngại. Dù Carazo không phải là cầu thủ quyết định vận mệnh của Đức, nhưng sự mất mát này cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng Đức đang gặp khó khăn trong việc thu hút những tài năng lớn. Sau trận đấu giữa Arsenal và Southampton, huấn luyện viên Mikel Arteta đã tiết lộ những gì ông nói với cựu thủ môn Aaron Ramsdale, người đã có một lần trở lại đầy xúc động tại Emirates. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên người Tây Ban Nha chia sẻ: "Tôi đã chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất và khen ngợi cách họ thi đấu. Tôi mong anh ấy và huấn luyện viên của họ sẽ thành công vì họ là một đội bóng thực sự tốt." Trước trận đấu, Arteta cũng nói về Ramsdale: "Tôi đã gọi anh ấy ngay sau khi nghe tin chuyển đến Southampton. Anh ấy rất vui. Ramsdale là một cầu thủ chúng tôi rất yêu quý, rất cá tính và đã để lại dấu ấn tại đây. Thật tuyệt khi được gặp lại anh ấy." Mikel Arteta nhấn mạnh rằng Ramsdale vẫn luôn được đội bóng và người hâm mộ Arsenal dành nhiều tình cảm đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những tin tức thú vị trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau ở những bản tin sáng, trưa, chiều mọi ngày. Hy vọng bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nóng hổi nào trong ngày khi theo dõi kênh. Cảm ơn các bạn và đừng quên nhấn like cho video nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.